Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Cần Thơ, chủ trì cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng cấp nhà nước đối với các tổ chức cá nhân trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Cuộc họp đã báo cáo một số kết quả thực hiện công tác thi đua 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng còn lại. Kết quả trong cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021, chỉ duy nhất có Cần Thơ nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong phiên thứ ba này, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố tiến hành xét khen thưởng cấp nhà nước đối với các cá nhân tổ chức trong ngành giáo dục. Theo đó, Ban thi đua khen thưởng thành phố đã tiếp nhận 21 bộ hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho 144 trường hợp. Qua rà soát, Ban đề nghị Hội đồng xét thành tích để kiến nghị Trung ương khen thưởng 9 tập thể và 133 cá nhân, trong đó có 5 trường đề nghị nhận cờ thi đua, 5 cá nhân nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, còn lại đề xuất tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong sáng nay đã diễn ra hội thảo chiến dịch truyền thông We Love City hướng tới mục tiêu thành phố xanh. Đây là hoạt động tiếp theo sau khi thành phố Cần Thơ xuất sắc lọt vào vòng chung kết của chương trình Thành phố xanh quốc tế OPCC. Hội thảo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức WWF Việt Nam và thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức. Mục đích là truyền thông đến cộng đồng các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam tại COP26, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ và cả nước. Dự và phát biểu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho rằng hội thảo có ý nghĩa quan trọng và thông qua đó kêu gọi sự đóng góp, hợp tác, chia sẻ của chính phủ, của các địa phương, của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp, sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và nước ngoài, chủ động có giải pháp, hành động tích cực, đoàn kết, hợp tác để vượt qua những thách thức của biến đổi khí hậu nhằm đạt được mục tiêu của Việt Nam tại hội nghị COP26 đã đề ra, cũng như giúp thành phố Cần Thơ đạt mục tiêu trở thành thành phố xanh, phát triển bền vững và ngày càng thịnh vượng. Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền vừa tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ năm 2022. Nội dung của đợt diễn tập được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bao gồm các vấn đề huấn luyện, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ với các vấn đề về huấn luyện, điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, báo cáo quyết tâm tác chiến phòng thủ với đảng ủy quân sự huyện, giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng chỉ thị đảm bảo tác chiến phòng thủ, thông qua phê duyệt kế hoạch cho cấp dưới, cuộc diễn tập đảm bảo yêu cầu theo kế hoạch được phê duyệt. Mới đây, ông Đoàn Quốc Sử, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Theo đó, huyện Vĩnh Thạnh đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ cuộc diễn tập, đồng thời chủ động xây dựng và triển khai các văn kiện theo quy định, kế hoạch phối hợp các ngành, cơ quan, đơn vị. Huyện cũng đã lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các phương án diễn tập, kế hoạch điều động lực lượng, phương tiện, vật chất bảo đảm huấn luyện diễn tập, vân vân. Lãnh đạo quận ủy Ô Môn vừa đến thăm hỏi tình hình hoạt động của cơ sở sản xuất nem chua Bá Lộc tại phường Trường Lạc. Cơ sở nem chua Bá Lộc tại khu vực Tân Bình, phường Trường Lạc do anh Nguyễn Nhật Nam làm chủ. Cơ sở của anh chuyên phân phối nem chua cho các thị trường các tỉnh miền Tây và thành phố Hà Nội. Hiện cơ sở anh Nam đã ứng dụng dây chuyền sản xuất tự động và có 4 lao động thường xuyên. Mỗi tháng bình quân xuất bán ra thị trường từ 3 đến 4 tấn nem chua, doanh thu đạt trên 900 triệu đồng một năm. Tuy nhiên hiện cơ sở vẫn còn gặp khó khăn trong khâu đăng ký thương hiệu sản phẩm và xây dựng sản phẩm OCOP. Thưa quý vị, trong 10 năm qua, thành phố Cần Thơ đã triển khai một số cơ chế chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư đổi mới công nghệ để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Cụ thể, thành phố Cần Thơ đã thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với công nghệ thiết bị cho hơn 60 doanh nghiệp. Đến nay đã có 35 đơn vị được xét duyệt do có năng lực triển khai dự án đổi mới công nghệ thiết bị trong lĩnh vực chế biến nông sản, cơ khí chế tạo, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, công nghệ thông tin và môi trường. Tổng ngân sách hỗ trợ cho các dự án này là 10 tỷ 300 triệu đồng. Riêng các doanh nghiệp thực hiện vốn đối ứng cũng trên 36 tỷ đồng, chiếm 70% tổng kinh phí triển khai các dự án.
là huyện vùng ven của thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, từ sau khi quốc lộ 61C và gần đây là cầu Dàm Sáng được đưa vào sử dụng, thì hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Phong Điền càng thêm khởi sắc. Có được kết quả trên đó là nhờ thời gian qua, huyện đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Đầu tháng 9 này, huyện Phong Điền đã đầu tư gần 15 tỷ đồng để thi công công trình xây dựng nâng cấp mở rộng tuyến giao thông nông thôn So Đũa thuộc xã Nhân Nghĩa. Tuyến đường này có chiều dài gần 2,5 km, trên tuyến còn có cầu và cống được xây dựng theo tiêu chuẩn bê tông cốt thép với tải trọng 5 tấn, xe 4 bánh thông suốt. Khi công trình hoàn thành, không những đảm bảo giao thương đi lại mà còn nối liền từ xã Nhân Nghĩa ra quốc lộ 61C, đồng thời rút ngắn thời gian từ xã Nhân Nghĩa đến xã Nhân Ái khoảng 5 km. Vận động người dân để mà hiến đất qua màu và vật kiến trúc để mà lên mà được mà con lộ đang thi công. Thì người dân ở ấp Tân Thuận này cũng vui mừng phấn khởi, hàng hóa lưu thông được dễ dàng. Nối dài từ lộ 932 đến 61C và giáp ranh với xã Thạnh Xuân. Hiện đơn vị thi công là vừa triển khai là đã xây bó nền được hai bên, dài là hơn 1 km rồi. Thì vừa trong cái mùa mưa lũ này thì nhà thầu là vừa thi công vừa đảm bảo an toàn trên toàn tuyến công trường. Cùng với công trình này thì trong 9 tháng qua, huyện Phong Điền đã triển khai hàng loạt dự án nâng cấp mở rộng cầu đường giao thông với kinh phí gần 100 tỷ đồng. Trong số này, nhân dân đóng góp khoảng 20 tỷ đồng. Điển hình các công trình giao thông tại xã Nhân Nghĩa, Nhân Ái, Tân Thới không những đảm bảo lộ giao thông 4 mét mà còn kết nối ra quốc lộ 61C và đường Nguyễn Văn Cừ. Đặc biệt trong năm nay, huyện còn được Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ đầu tư kinh phí để nâng cấp bờ bao vườn cây ăn trái và bờ bao kinh thủy lợi từ xã Nhân Ái đến phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Giao thông được cái thuận tiện dễ dàng, nói từ mà 3m5 ra thành 4m. Cái thứ hai nữa là nhằm cái đảm bảo việc mà cái chống lũ ở địa phương. Giao thông trên cái địa bàn của xã Nhân Ái thì tới thời điểm hiện tại thì cũng góp đảm bảo được cái việc là đi lại cũng như đảm bảo tốt được cái việc là ngăn lũ trong cái mùa nước nổi này. Huyện cũng là dùng ngân sách để mà đầu tư. Bên cạnh đó thì cũng có một phần là vận động người dân coi như là cùng là ngân sách để mà thực hiện các tuyến lộ giao thông này. Thứ nhất là để đảm bảo việc đi lại, thứ hai là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, rồi hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu. Hệ thống giao thông được đầu tư phát triển, nhất là những tuyến kết nối từ tuyến giao thông xã ra quốc lộ 61C và đường Nguyễn Văn Cừ, không những tạo điều kiện phát triển giao thương, vận chuyển hàng hóa nông sản được thuận lợi, mà còn phát huy thế mạnh tiềm năng du lịch miệt vườn tại địa phương. Đường tỉnh 922 và đường tỉnh 919 đoạn qua địa bàn huyện Thái Lai và Cờ Đỏ có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao. Tuy nhiên do đường chưa được lắp đặt hệ thống biển báo hiệu hoàn chỉnh, chưa có đèn chiếu sáng nên thường xảy ra tai nạn và va quẹt giao thông. Để giảm thiểu số vụ tai nạn xảy ra, đoàn quản lý giao thông thủy bộ Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ vừa lắp đặt hộp giảm tốc trên hai tuyến đường này. Người điều khiển phương tiện giao thông khi qua lại va chạm vào hộp được gắn dưới mặt đường sẽ tự điều chỉnh tốc độ chậm lại và quan sát xung quanh. Đây còn là biện pháp để tránh tình trạng tài xế ngủ gật khi lái xe. Được biết, cùng với việc lắp hộp giảm tốc thì để đảm bảo giao thông thông thoáng, đoàn quản lý giao thông thủy bộ còn tiến hành phát quang trên các tuyến đường tỉnh đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Công an huyện Thái Lai vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 cho hơn 100 doanh nghiệp vận tải và chủ xe trên địa bàn huyện. Tại đây, đại diện các doanh nghiệp và chủ xe được phổ biến một số nội dung trong luật giao thông đường bộ và thông báo các lỗi mà doanh nghiệp vận tải, chủ xe và tài xế thường vi phạm trong quá trình hoạt động. Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp vận tải, chủ xe đã ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải năm 2022. Được biết, 9 tháng qua, Công an huyện đã tổ chức 3 cuộc tuyên truyền với 550 người tham gia, tổ chức tuần tra an toàn giao thông đường bộ kiểm soát được 975 cuộc, phát hiện lập biên bản vi phạm ra quyết định xử phạt 1.219 trường hợp, phạt cảnh cáo 15 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 143 trường hợp, số tiền nộp ngân sách nhà nước là trên 1 tỷ 400 triệu đồng. Điện lực quận Thốt Nốt vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện gắn với tìm hiểu kiến thức về việc sử dụng điện an toàn tiết kiệm cho các em học sinh của hai trường Trung học cơ sở Trung Kiên và Trung học cơ sở Tân Hưng.
Bên cạnh được truyền tải các nội dung có liên quan đến việc vì sao cần phải thực hiện tiết kiệm điện và các biện pháp để thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả, các em học sinh của hai trường còn được tham gia trả lời các câu hỏi từ ngành chức năng về những kiến thức cũng như hiểu biết của mình về thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả từ trong nhà trường đến sinh hoạt gia đình. Để từ đó giúp các em nâng cao nhận thức, trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong vận động người thân, gia đình và cộng đồng xã hội, cùng chung tay thực hiện tiết kiệm điện, tránh lãng phí và bảo vệ tốt nguồn tài nguyên quốc gia. Dịp này, Điện lực Thốt Nốt cũng trao 1.000 quyển tập có in bìa tuyên truyền tiết kiệm điện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai trường, tiếp sức giúp các em đến trường học tốt trong năm học mới 2022-2023. Công an huyện Phong Điền phối hợp với Quỹ Chung tay về an toàn giao thông, báo giao thông và Ban an toàn giao thông thành phố Cần Thơ tổ chức bàn giao nhà tình thương ở xã Tân Hới. Căn nhà được trao tặng cho gia đình bà Lê Thị Kim Hai ở ấp Tân Long B, xã Tân Thới có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, là mẹ của Phạm Lê Công Tiến bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, tỷ lệ thương tật trên 78%. Căn nhà được xây dựng với kết cấu vách tường mái lợp tôn, nền lát gạch men trên nền diện tích 70m2, do báo giao thông hỗ trợ 50 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, công an huyện Phong Điền đã vận động trao tặng 3 căn nhà tình thương cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gặp khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 150 triệu đồng. Công an quận Ô Môn cũng vừa phối hợp với phường Châu Giang Đêm ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng tại khu vực 3 phường Châu Giang Đêm. Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy gồm 10 thành viên, có nhà liền kề nhau tại khu vực đông dân cư do ông Lê Thanh Bình làm tổ trưởng. Tổ liên gia hoạt động theo phương châm 4 tại chỗ, mỗi hộ tự trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ, chuông báo cháy, nút ấn báo cháy được kết nối liên thông để khi có sự cố tại một nhà, tất cả các nhà còn lại đều hỗ trợ cứu người, tài sản và tổ chức chữa cháy, được hướng dẫn và cài đặt sử dụng thành thạo app báo cháy 114. Cùng thời gian này, tại Ủy ban nhân dân thị trấn Thới Lai, Công an huyện Thới Lai cũng phối hợp Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại ấp Thế Thuận A. Mô hình gồm 10 hộ gia đình liền kề nhau, các hộ dân tham gia mô hình đã lắp đặt chuông báo cháy khu vực trong và ngoài hộ gia đình, trang bị bình chữa cháy, các dụng cụ phá dỡ thông thường như thang dây, búa, kìm cộng lực, được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, được cấp phát tài liệu cẩm nang phòng cháy chữa cháy trong gia đình. Từ mô hình điểm này, trong thời gian tới, huyện Thới Lai sẽ nhân rộng đến 100% các xã trên địa bàn. Chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.